Phan vào nhà làm loạn năn nỉ Nhã Phương tha thứ lỗi lầm cho Trường Giang. Đến hiện tại, khi chưa biết được mối quan hệ giữa cả hai ra sao, thì các fan của họ vô cùng lo lắng. Thời gian qua, scandal tình cảm giữa Trường Giang nam em Nhã Phương đang chiếm chỗ khá nhiều trên khắp các diễn đàn. Từ khi nam em công khai mối quan hệ ngang trái này, đến bây giờ đã không đếm được có bao nhiêu chi tiết xung quanh chuyện tình cảm giữa họ. Mới đây nhất, mọi thứ như dậy sóng khi nam diễn viên lên tiếng về sự việc, đồng thời dằn mặt nam em để bảo vệ cho bạn gái. Tất cả các động thái từ nhân vật chính luôn khiến khán giả phải quan tâm đặc biệt. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn không ai biết được mối quan hệ giữa Trường Giang và Nhã Phương như thế nào, sau cơn mưa trời lại sáng hay đã chính thức đường ai nấy đi. Rất nhiều khán giả quan tâm đến vấn đề này. Thực tế, Trường Giang ngày càng gầy đi hẳn vì bao nhiêu dằn vặt với chính bản thân mình. Còn Nhã Phương thì lại tất bật với công việc. Cô vẫn giữ được vẻ xinh đẹp và tươi tắn khi đi sự kiện. Mới đây, khi chia sẻ hình ảnh mình diện áo dài trắng tinh khôi trong tuần lễ thời trang 2018, Nhã Phương đã nhận được rất nhiều sự quan tâm bên dưới bức ảnh. Tuy nhiên, hầu hết người hâm mộ không nhận xét gì về nhan sắc, vẻ ngoài, mà chỉ mong muốn cô tha thứ và trở về bên Trường Giang. Một số ý kiến của khán giả xoay quanh chuyện tình này như: nếu chị cho họ một cơ hội, em tin chị sẽ rất hạnh phúc về sau. Chị Nhã Phương ơi, trong tình yêu cái gì tha thứ được thì nên tha thứ để nắm giữ hạnh phúc nha chị. Bởi người thứ ba luôn có thủ đoạn để cướp đi hạnh phúc của người khác. Em tin chị và anh Trường Giang là một đôi mà ông trời sắp đặt. Em chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc bên nhau. Trường Giang yêu Nhã Phương thật lòng, nhưng chỉ có tội là hay lăng nhăng, bị lần này hay ít nhiều cũng mệt. Nếu còn yêu thì cứ tha thứ, nhưng phải làm cho một trận mới được. Người hâm mộ đã có những chia sẻ khá dài với những tình tiết xoay quanh scandal vừa qua. Đồng thời, họ cũng phần nào nói hộ lòng Trường Giang để có thể mong Nhã Phương quay trở về bên Trường Giang. Dẫu vậy, nhiều fan không thể chấp nhận được khi thấy Nhã Phương đau khổ hết lần này đến lần khác, nên đã có cuộc tranh luận nảy lửa. Sở dĩ cả hai nhận được rất nhiều sự quan tâm như vậy là vì họ vốn dĩ chính là một cặp đẹp đôi của làng giải trí. Màn đối đáp đầy kịch liệt vẫn đang diễn ra trên fanpage của Nhã Phương. Đến cuối cùng, điều mong muốn nhất chính là sự phản hồi chính xác về mối quan hệ giữa cả hai đến từ người trong cuộc. Khi được hỏi về chuyện yêu đương giữa họ thế nào, Trường Giang từ chối trả lời và mong mọi người đừng nhắc đến Nhã Phương nữa, hãy để cô ấy được thoải mái vui vẻ. Trong khi Nhã Phương lại hết sức khéo léo, như mọi cô gái dù trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn mong muốn có một cái kết đẹp trong tình yêu. Tuy nhiên, cảm nhận của tôi về tình yêu bây giờ đã thay đổi. Tôi bình tĩnh, chín chắn và điềm đạm hơn, không kỳ vọng quá nhiều nữa. Quế Phân, xin đừng ai ném đá khi cô vui vẻ giữa sóng scandal tình ái nhấn chìm Trường Giang. Quế Phân xin mọi người đừng ném đá khi tung clip quậy với tình đơn phương giữa lúc scandal tình ái của Trường Giang vẫn chưa nguội. Giữa thời điểm drama tình ái của Trường Giang và nam em đang bị đẩy lên cao, Quế Phân, tình cũ của nam danh hài, có động thái mới, đăng tải clip tập thể dục vô cùng sexy, giọng ca một lần để mất anh nhắn nhủ, chỉ là tập thể dục thôi mà, đừng ném đá em dưới mọi hình thức. Trong clip, Quế Phân mặc sexy với áo drop top tông trắng kết hợp với quần họa tiết đỏ, nhảy uốn éo theo điệu nhạc của bài Tình Đơn Phương. Đôi khi thấy em cười vui lòng anh sao xuyến, nàng ơi hay biết chăng, anh đã yêu từ lâu. Phủ điệu nhảy uốn éo sexy theo lời bài hát của Quế Phân giữa thời điểm tình cũ ngập trong scandal đã nhận được sự quan tâm lớn. Bên cạnh lời khen ngợi về hình thể, một số ý kiến lại liên đới sang đời tư của nữ ca sĩ. Một số nhận định cô đang mỉa mai người cũ vì loạt scandal trong thời gian qua. Nhảy mà lại theo nhạc Tình Đơn Phương ư, Quế Phân đang ngẩn ý nhắc về người cũ đây mà. Trường Giang bây giờ cô đơn quá rồi còn gì, không dám ngẩng đầu lên khi ra đường. Tình yêu cũng dang dở vì bị Nhã Phương từ bỏ. Tuy nhiên, số khác lại bác bỏ và cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Sự trùng hợp thôi mà, các bạn đừng suy diễn lung tung. Quế Phân đã tuyên bố trút được gánh nặng sau 2 năm. Bị tiếng đu bám Trường Giang rồi nên cô ấy không còn sân si nữa đâu. Một ý kiến nhận định. Nhã Phương, Quế Phân, nam em là ba cái tên nổi bật trong dàn người tình của Trường Giang cho đến thời điểm hiện tại. Nữ diễn viên tuổi thanh xuân là danh chính ngôn thuận được ngôi sao làng hài công khai trước công chúng. Trong khi ca sĩ gốc Hà Thành và hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long lại được khui trong sóng gió. Tháng 3 vừa qua, nam em bất ngờ thú nhận 30 ngày yêu tưởng chết tới Trường Giang. Lời thổ lộ về mối tình dang dở, chỉ có nút thăng chưa từng xuống nút dán của người đẹp miền Tây, đã nhận được sự đồng cảm lớn từ Quế Vân.
Trước đó, Quế Vân từng tố cáo bạn trai Nhã Phương lăng nhăng, phụ tình cô cách đây 2 năm, đúng dịp Valentine 14 tháng 2, 2016. Binh vực nam em giọng ca nỗi đau từ người em tin nhất đã lên tiếng bóc bài tán gái trăm lần như một của Trường Giang và khuyên tình cũ đừng gieo nghiệp nữa kẻo bị quả báo nặng. Một số ý kiến đồng tình dành lời an ủi động viên cho hai mỹ nhân vì đã vượt qua được lưới tình. Tuy nhiên số khác lại nhận định Quế Vân đang đu bám sau scandal để biện minh cho việc làm kẻ thứ ba trong quá khứ và ham nóng tên tuổi ở hiện tại. Giữa những điều tiếng xung quanh, Quế Vân đã quyết định mở lời nói một lần cho rõ, dù trước đó từng tự nhủ, quên cũng là một lẽ sống và rời xa cũng là một cách để yêu thương. Theo đó, giọng ca nỗi đau từ người em tin nhất đã lên tiếng. Trong talk show lần đầu tôi kể, Quế Vân mắng tình cũ họ Võ là kẻ ăn rồi quẹt mỏ và rằng nếu là Nhã Phương, cô sẽ rất xấu hổ về bạn trai của mình. Tôi thoải mái vì trút được gánh nặng sau 2 năm, mang tiếng đu bám Trường Giang, Quế Vân hân hoan. Minh Hằng xuất hiện lạ lẫm, cứng đơ sau nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ cầm. Bỗng dưng Minh Hằng xuất hiện với chiếc cầm ngày càng khá dài và nhọn, khiến mọi người bỡ ngỡ và rộ lên nghi vấn cô đang nhờ cậy đến dao kéo. Tối qua 23 tháng 4, Minh Hằng bất ngờ xuất hiện tại buổi công chiếu một bộ phim cùng với rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng giải trí Việt. Tuy nhiên, sự có mặt của cô đã gây sự chú ý khá nhiều trên thảm đỏ. Bởi lẽ, đây là lần hiếm hoi Minh Hằng xuất hiện sau nghi vấn nhờ cậy đến dao kéo. Dù diện trang phục gồm áo thun và quần jean ống loe, bộ quần áo đơn giản, nhưng nữ ca sĩ vẫn gây sức hút với mọi người. Thời gian qua, người hâm mộ đang rất hoang mang về việc cô nàng phẫu thuật thẩm mỹ và cụ thể là phần cầm. Đến hôm nay, phần cầm của Minh Hằng không còn dài và sắc nhọn như trước kia, tuy nhiên nhan sắc tổng thể của cô vẫn khác lạ so với mọi ngày. Gương mặt của cô có phần đơ hơn trông thấy. Việc các mỹ nhân chỉnh sửa lại vẻ ngoài đã không còn xa lạ đối với khán giả. Thậm chí nhiều người còn công khai hành trình làm đẹp của mình. Tuy nhiên, đứng trước nhiều tin đồn về việc nâng cấp nhan sắc, Minh Hằng vẫn giữ im lặng và chưa có bất cứ động thái phản hồi nào. Các fan luôn mong cô giữ được vẻ đẹp tự nhiên vốn có như từ trước đến nay. Vừa qua khi xuất hiện tại một sự kiện, khán giả đặc biệt chăm chút vào phần cầm của cô, thậm chí họ còn ghép cả ảnh trước đây để thấy rõ sự khác biệt. Gia tài khổng lồ sau 2 năm cưới của Trấn Thành và Harry Won khiến fan bật ngửa. Tiền hay danh tiếng chỉ là chuyện nhỏ, gia tài ẩm thực và những pha dìm hàng nhau của hai vợ chồng mới thực sự là điều đáng nể nhất. Trải qua những cay đắng thăng trầm, cặp đôi Trấn Thành Harry Won đã về chung một nhà và tận hưởng niềm hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng hòa hợp. Sau 2 năm kết hôn, cặp đôi dần tạo thiện cảm trong công chúng. Cả hai tích cực làm việc và tận hưởng cuộc sống. Nhìn lại khoảng thời gian về góp gạo thổi chung một nồi, gia tài mà cặp đôi này tích góp được không phải chỉ tiền và danh tiếng mà còn là những pha dìm hàng nhau hiếm có khó tìm và danh sách các quán ăn mà họ cùng oanh tạc khiến ai cũng phát sợ. Bộ sưu tập những hình ảnh dìm hàng cực bá đạo, Trấn Thành và Harry Won nổi tiếng hài hước từ khi họ mới yêu nhau. Khi đã về chung một mái nhà, sự hài hước này càng cộng hưởng và thăng hoa hơn bao giờ hết. Mỗi ngày cả hai vợ chồng luôn tự tạo niềm vui tiếng cười cho nhau bằng những màn dìm hàng bóc mẻ và chửi mắng nhau như chó với mèo. Ông bà ta hay bảo, tốt đẹp thì khoe ra mà xấu xa thì đậy lại, vợ chồng xin ri lại làm điều trái ngược. Gia tài khổng lồ sau 2 năm cưới của Trấn Thành và Harry Won khiến fan bật ngửa. Trấn Thành có hẳn một bộ sưu tập cực phong phú những khoảnh khắc tự dìm và bị dìm cực vui nhộn. Harry Won cũng đâu hề kém cạnh. Cứ khoảnh khắc nào Trấn Thành xấu xí nhất, hài hước nhất, gây cười nhất đều sẽ được cô vợ xinh đẹp nhanh tay dùng điện thoại chụp lại và ngay lập tức công bố cho cả thiên hạ cùng biết. Ngược lại Trấn Thành cũng không vừa, anh luôn chờ cơ hội vợ xấu nhất. Chờ dịp vợ hớ hênh nhất là quay clip tung lên mạng không thương tiếc. Tiêu biểu là đoạn clip Trấn Thành nhảy múa tung tăng vì được ra viện trước mặt vợ, nhưng cuối cùng cả mạng xã hội đều biết vì ai đó có sở thích bóc mẻ chồng. Hay ở dịp khác khi Trấn Thành nổi cơn thích đọc rap người lạ ơi, y như cải mướn trong phòng karaoke cũng được bà xã Harry quay lại trọn vẹn. Quả thật về độ lầy lội thì hai vợ chồng Sinri nhận thứ nhì thì cũng xin thưa rằng không ai dám nhận thứ nhất. Tuy nhiên nhìn lại những khoảnh khắc hay xem lại những đoạn clip đáng yêu của họ mới thấy được, cuộc sống vợ chồng nghệ sĩ cũng đáng yêu thú vị lắm chứ. Dắt tay nhau ăn khắp thế gian, ngoài gia tài những hình ảnh và clip dìm hàng nhau bá đạo trên từng hạt gạo, cặp đôi Sinri còn có một gia tài khác khủng hơn, đó chính là bộ sưu tập những quán ăn,
những món ăn mà cả hai cùng nhau khám phá. Đừng hỏi vì sao Trấn Thành có dạo phát phì đến thương, nguyên nhân là do sự chiều chuộng của bà xã và nuông chiều bản thân khi ăn uống thả ga. Trấn Thành và Harry là minh chứng cho câu nói sống để ăn và tình yêu đến từ đường bao tử. Những khán giả nào theo dõi Harry Won từ khi cô bắt đầu nổi tiếng đến nay đều sẽ hiểu, cô nàng là một người rất đam mê ăn uống. Nữ ca sĩ thừa nhận sở thích này và không ít lần phải ngượng ngùng vì bị fan phát hiện, dìm hàng những khoảnh khắc ham ăn siêu đáng yêu. Đến khi nên duyên cùng Trấn Thành, Harry Won càng được Trấn Thành vỗ béo cực kỳ thành công. Vì nam MC đình đám cũng có tâm hồn ăn uống như ai. Mỗi khi có thời gian, đôi vợ chồng trẻ đều đưa nhau đi ăn, thưởng thức những món ăn ngon. Trên trang cá nhân của cả hai, ngoài hình ảnh đi diện có lẽ đồ ăn chiếm sóng nhiều nhất, Harry Won Trấn Thành nhiều lần khiến fan hâm mộ khóc thét vì chia sẻ hình đồ ăn vào lúc khuya, bởi đây là thời điểm đói bụng nhưng rất lười ra ngoài để ăn. Để thỏa mãn cho thú vui ăn và được ăn, Trấn Thành Harry Won còn thực hiện hẳn một dự án về vlog ăn uống của mình mang tên Siêu Ham Ăn. Tính đến nay, chắc gia tài các món ăn từ Nam chỉ Bắc, từ Tây sang Tàu của hai vợ chồng Sinri cũng thuộc dạng cao thủ thượng thừa.